Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chịu theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Quý vị và các bạn thân mến, cha mẹ thường tự hào về con cái khi chúng thành đạt, ngoan hiền, giỏi giang. Một đứa trẻ đi học về khoe với mẹ: "Con được điểm tốt." Ắt hẳn người mẹ hạnh phúc biết bao. Rất có thể bà quên đi những mệt nhọc, lam lũ, thức khuya dậy sớm tần tảo lo cho con cái. Nhưng ngược lại, cha mẹ sẽ buồn rầu, bàng hoàng khi thấy con mình hư hỏng. Một trong những hư hỏng mà bọn trẻ ngày nay dễ sa vào cạm bẫy, đó là nạn đập đá, nghiện hút. Nỗi buồn và cơn đau ấy dai dẳng, gây muộn phiền cho các bậc cha mẹ khôn nguôi. Có khi gia đình phải tán gia bại sản vì con cái. Sự đời trước mắt lắm người thấy đó, mà có tránh được đâu. Con ngoan thì gọi là con yêu dấu, con xấu thì gọi bằng gì đây? Là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu sống đẹp lòng Chúa Cha. Hình ảnh Chúa Thánh Thần trong hình chim bồ câu đậu xuống trên đầu Chúa Giêsu như một ám chỉ về việc suốt đời người đều làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Nước trong phép rửa tượng trưng cho sự sống, đồng thời cũng ám chỉ đến sự trong sạch, tinh khiết. Nước rửa sạch và làm cho muôn vật có sức sống. Sức sống và tinh khiết này không đến từ bàn tay của con người, nhưng từ Thiên Chúa. Nhìn vào thảm cảnh nhiều gia đình ngày nay, chúng ta không khỏi chạnh lòng. Nhiều người hay đổ thừa nguyên nhân tại nọ, tại kia, vì xã hội, vì bạn bè, vì giáo dục. Nhưng ít khi tìm hiểu nguyên nhân ấy trong cái nhìn đức tin. Thực sự, ngày nay, nhiều người quá coi thường việc giáo dục đức tin cho con cái. Coi việc học giáo lý, đào sâu đức tin và hiểu biết những mầu nhiệm về con người là chuyện mất thì giờ. Không ít người đầu tư cho con cái học thêm học bớt, học ngày học đêm để đủ đắc kiến thức, hầu thành đạt. Nhưng lại quên mất điều quan trọng là phải có đời sống tâm linh để cân bằng. Hậu quả của nó là họ có một con người nhưng thiếu ân sủng, có được lý trí nhưng thiếu ý chí, có được kiến thức nhưng thiếu nội tâm. Thân xác mà yếu đề kháng thì bệnh quật ngã. Con người thiếu ân sủng thì chỉ làm mồi cho các cám dỗ của ma quỷ, và đó là nguyên nhân của những sa ngã hư hỏng ngày nay. Lạy Chúa, Chúa là con yêu dấu của Chúa Cha, vì Chúa đến để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết sống và thi hành ý Chúa. Amen.